Giá gia cầm hôm nay ngày 14 tháng 6, giá vịt thịt có biến động, cách uống vịt con hiệu quả, giá gà công nghiệp hôm nay chưa có biến động. Theo các thương lái, giá gà trắng hôm nay tại các vùng miền Bắc vẫn duy trì ở mức khoảng 26.000 đồng mỗi kg loại size trên 3,6 kg mỗi con, gà sai loại dưới 3,2 kg mỗi con có trại chỉ bán được 22.000 đồng đến 23.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam Giá gà lông trắng loại đẹp đủ cân bán tốt mới được 23.000 đồng mỗi kg. Có trại chỉ bán được dưới 20.000 đồng mỗi kg loại dưới 3 kg con. Giá gà lông màu giao dịch tại trại ở các vùng Đông Nam Bộ từ 33.000 đồng đến 36.000 đồng mỗi kg. Giá gà nòi có trại ở Đồng Nai bán trên dưới 55.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta bán ở các vùng miền Bắc loại trên 5 tháng tuổi bán tốt mới được trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lò bán tại trại ở Bắc Giang từ 58.000 đồng đến 62.000 đồng mỗi kg. Giá gà đặc sản bán tại các vùng Khoái Châu, Hưng Yên khoảng trên 200.000 đồng mỗi kg. Giá gà đen bán tại các vùng Hà Giang loại trên 6 tháng khoảng 150.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt hôm nay giảm sâu. So với giá thị trường ngày 12 tháng 6, giá vịt hôm nay tại các tỉnh miền Bắc giảm sâu các trại bán vịt bầu lai tốt mới trên 35.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ nướng bán tại trại ở Hưng Yên, Hà Nội cao nhất đạt khoảng 34.000 đồng mỗi kg. Tại chợ Gia Cầm Hà Vĩ, Thường Tính, Hà Nội, chợ đầu mối Gia Cầm lớn nhất miền Bắc, giá vịt hàng đầu đẹp khoảng 46.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bơ có thời điểm chỉ bán được trên 40.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu thịt ở các vùng phía Nam khoảng trên dưới 40.000 đồng mỗi kg, giá vịt xiêm bán tốt được trên 60.000 đồng mỗi kg, giá vịt trời bán từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng mỗi con, giá vịt đẻ thải bán từ 65.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi con. Giá ngang thịt bán tại trại khoảng gần 60.000 đồng mỗi kg ngang máy trắng, giá ngang tại chợ Hào Vĩ hàng đầu bán khoảng gần 70.000 đồng mỗi kg, giá ngang trống bán tại trại khoảng trên 70.000 đồng mỗi kg. Giá gà, vịt tại các trại cụ thể như sau. Giá gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Bắc dao động trong khoảng 46.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền Trung dao động trong khoảng 46.000 đồng mỗi kg gà thịt lông màu ngắn ngày, miền đông dao động trong khoảng 35.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày, miền tây dao động trong khoảng 36.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền bắc dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền trung dao động trong khoảng 31.000 đồng mỗi kg, gà thịt, miền đông dao động trong khoảng 31.000 đồng mỗi kg. Gà thịt miền Tây dao động trong khoảng 31.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt Super M miền Đông dao động trong khoảng 31.000 đến 32.000 đồng mỗi kg. Giá vứt thịt Kim mau, miền Đông dao động trong khoảng 33.000 đến 34.000 đồng mỗi kg. Cách uống vịt con hiệu quả, theo chuyên gia chăn nuôi Vũ Dung Hà Nội, để chăn nuôi vịt hiệu quả, đạt lợi nhuận cao thì các trại phải có kỹ thuật uống vịt con hiệu quả. Bà Dung cho biết, khi mua, vận chuyển vịt con một ngày tuổi về trại, cơ thể vật nuôi mệt mỏi, stress, bà con cần đưa ngay vào quay uống đã chuẩn bị sẵn, sạch sẽ, có đèn sưởi ấm. Đồng thời bà con dùng 2 giờ vitamin C và 50 gram gluco dơ hòa vào 1 lít nước 80-100 con, cho uống liên tục 3 ngày liền để việc phục hồi sức khỏe sau quãng đường đi xa mệt mỏi. Mới đầu chỉ cho vịt uống nước, sau 2 đến 4 giờ mới tiến hành cho ăn vì để tránh tình trạng vịt vận chuyển xa, vịt đói sẽ ăn quá nhiều, khi uống thêm nước sẽ bội thật mà chết, nên cho ăn nhiều lần trong ngày, mỗi lần rải một lớp thức ăn mỏng, để đảm bảo thức ăn lương tư mới. Đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho quay uống, nhiệt độ quá cao sẽ khiến vịt nóng bước quá thấp sẽ dễ mắc các bệnh hô hấp nhiệt độ thích hợp thông thường khi bắt đầu uống là 32 đến 34 độ C, sau mỗi một tuần thì giảm đi khoảng 2 độ C, thời gian uống. Từ 10 đến 14 ngày tùy theo từng đàn vịt và người chăn nuôi. Đối với mật độ uống vịt, bà Dũng lưu ý người nuôi cần theo dõi để thường xuyên nới rộng quê uống. Tránh việc quay quá chật vịt sẽ giảm đạp lên nhau mà chết mật độ khi vịt trên 15 ngày tuổi thích hợp là 10 đến 15 con m 2.